Tại sao mà mình nên nuôi chuột quế cho ăn một lần? Các bác hôm nay vào xem video đi, em chia sẻ một cái video cuối cùng về cách nuôi chuột quế cho ăn một lần nhé các bác nhé. Cái hố này là cái hố cho ăn một phân heo mà em đã quay chia sẻ cho các bác. Hôm nay em đã kiểm tra và bới thử, chuột đã ăn xuống tận dưới rồi. Thì giai đoạn này thì mình phải làm thêm một khâu nữa là quá trình nuôi chuột quế thành công. Những cái video trước này có cái video em chia sẻ cho các bác là xử lý phân như thế nào, cách xử lý phân. Đó, video này là kiểm tra chuồn đã ăn xuống dưới. Đó, thì hôm nay em sẽ bới lên cho các bác xem. Cái miếng hố nuôi này em chia sẻ cho các bác là 30 phân. Bây giờ nó ngót xuống thì còn khoảng 25 đến 27 phân tùy chỗ. Đó, như cái chỗ này thì nó nằm vào khoảng 25 phân. Đó. Chuồn nó ăn đã đẩy sâu từ trên xuống dưới rồi. Đó. Thì mình cần phải làm như nào nữa? Thì các bác hôm nay xem, cứ từ từ xem, em sẽ chia sẻ cho các bác một video cuối cùng. Nuôi được chuồn quế cho ăn một lần như này thì nó rất là giảm được công. Thứ hai là quản lý được số lượng rất là lớn. Một người có thể quản lý số lượng rất là lớn. Một người có thể quản lý được cả hecta. Cái cách nuôi này chỉ mất công vào phân và lúc khai thác thì mình thuê công thời vụ hoặc làm thôi. Còn nuôi và tưới nước xong rồi, tưới nước thì rất đơn giản. Đúng. Cách nuôi em đã chia sẻ cho các bác là xử lý phân. Riêng về phân bò thì đỡ, nhưng mà riêng phân heo, phân gà thì các bác cần phải xử lý. Các bác đã xử lý như video em trước em đã nói rồi, nhưng bây giờ em sẽ nhắc lại thêm cho các bác. Xử lý bằng cái gì? Đúng. Các bác đã nuôi chuồn quế rồi thì các bác lấy luôn cái phân chuồn quế hoặc là cái sinh khối chuồn quế để bác xử lý cái phân heo. Cái đó là rất là tốt nhé. Cái chủng vi sinh ở trong cái hố nuôi chuồn quế này ở ngoài thị trường em nói với các bác là không có đâu, mà xử lý bằng cái này rất là nhanh nha. Các loại vi sinh mà xử lý được nhanh hết mùi và nhanh như thế này là rất là khó. Cái thứ hai nữa nha, là cái thứ hai nữa là con chuồn nó không thích hợp. Mình lấy cái vi sinh này mình xử lý là con chuồn rất là thích hợp. Chúng em đã nghiên cứu và chúng em đã tìm ra cái chất đó là cái chất gì rồi, chúng em đã làm được rồi nha các bác nhé. Đó, làm được ra được cái chất để xử lý ra đi rồi. Còn hôm nay em chia sẻ cho các bác đó, làm sao để cho con chuồn có mười mấy ngày mà con chuồn đã tấn công được hết từ trên xuống dưới như này rồi. Đó, thì chia sẻ thêm cho các bác nó là như này. Trong quá trình nuôi chuồn quế cho ăn một lần này, chúng em chỉ căn làm sao nó chỉ nằm vào trong vòng khoảng 30 đến 40 ngày quay đầu là sẽ xử lý được toàn bộ hết 100% cái số lượng cao 30 phân. Nếu như phân bò thì nó nằm vào khoảng cỡ 30 ngày đến 35 ngày. Nhưng riêng về phân heo thì mình phải mất 5 ngày để mình xử lý phân heo, phân gà. Nên là nó phải lâng lên khoảng cỡ 35 đến 40 ngày. 40 ngày thì nó mới ăn hết. Đó, đó là như vậy. Làm sao để cho cái con chuồn quế ăn nhanh được như thế, phát triển nhanh như thế được, thì các bác phải bổ sung cho em cái hơi ẩm thường xuyên trong vòng 15 đến 20 ngày. Tại sao em nói là 15 đến 20 ngày? Bởi cái hố nào nó phát chỉ cần 15 ngày, còn hố nào nó không phát thì nó phải mất 20 ngày thì chuồn nó mới ăn xuống dưới, bới từ trên xuống dưới nó như này rồi. Thì các bác ngưng không tưới nước nữa cho em nhá, để giảm ẩm tự do. Đó, cái ngưng tưới nước như nào thì tí thì em sẽ nói. Còn bây giờ em nói thêm về các bác về cái chuyện là xử lý cái phân heo này. Cái xử lý cái phân heo này thì các bác làm sao? Em đã nói bác rồi, dùng tất cả rơm rạ, bèo tây, cây chuối phá vỡ cái cấu trúc của cái phân heo ra, làm cho không khí len lỏi vào trong. Đó, tạo cho cái hệ thống vi sinh nó phát triển, nói nôm na nó là như vậy. Đó, thứ hai là các bác bổ sung cho em hơi ẩm thường xuyên. Đó, cứ chiều 4 giờ chiều các bác tưới phớt cho em một lần, tưới làm sao cho cái phân có độ keo, có độ keo của cái phân đó thì con chuồn nó mới phát triển nhanh được. Em lại nói sâu về cái keo của cái phân nhé. Những video trước em chỉ nói cái keo thôi, nên các bác nhiều lúc các bác cứ không hiểu cái keo nó là cái gì, cái sự liên kết của cái phân là cái gì. Chuồn quế hô hấp bằng da, nó đi đâu á là nó sẽ thải một cái lớp nước ra. Nếu như mình làm được cái keo của cái phân như thì nó là như trơn bóng, là con chuồn nó bò, nó rất là thích bò đi di chuyển chỗ nọ ra chỗ kia. Nếu nó di chuyển nhiều chỗ nọ ra chỗ kia thì cái hố nuôi của mình mới nhanh phân hủy, nó mới ăn được nhiều. Đó. Còn cái phân của mình không có chất keo, nó rời rời trong đỏng á, nó kiểu như là tưới nước vào chảy đi đấy, là con chuồn bò đi là nó bị rát. Các bác hiểu chưa? Nó rát, nó phải tiết thật nhiều cái chất thì nó mới dám bò đi. Đó. Nó hô hấp bằng da mà các bác. Đấy, thì nó mới dám bò đi. Chứ bây giờ em nói các bác mà cái phân của mình không có độ keo, không có độ láng mịn
nhé. Đó, không có sự liên kết thì làm sao mà con chuồn nó dám bò đi, mà nó ngừng nó không bò, dẫn đến nó ngừng nó không bò, dẫn đến là cái hố nuôi của quế của mình trọng đó, nó phải đi nhiều, di chuyển nhiều, dẫn đến là nó mới ăn nhiều nó mới thải ra dịch nhiều đó, nó mới nhanh lớn. Đó, vòng đời con chuồn quế có bao nhiêu đâu, chúng em nuôi chỉ có 30 ngày thôi đó. Nên là các bác bảo là tại sao nó phát triển nhanh, bởi vì các bác làm nó không ăn được này, nó chỉ có chống chọi để nó sống thôi này, đó, làm sao nó lớn được. Cái khối phân có sự liên kết, hôm nay em đi sâu về cái đó cho các bác xem khối phân sự liên kết, các bác làm thế nào làm đúng không, để có sự liên kết này, chỉ có bổ sung hơi ẩm đúng cách. Đúng cách là thế nào em chia sẻ, nếu cách cho ăn chuồn quế cho ăn một lần này, các bác cứ chiều tối 4 giờ chiều các bác tưới cho em một lần, nếu như ẩm rồi như thế này rồi các bác phớt trên mặt trên cho em một tí đó, còn nếu nó khô như phân bò khô các bác cứ tưới nước chạm đáy, tức là cách đáy 5 phân, một lần tưới là mình bới ra mình kiểm tra, từ lần sau là mình căn cái tay mình được rồi. Đấy. Xong bắt đầu nó tưới, đến lúc chuồn quế ăn xuống dưỡng dưới thì bắt đầu mình ngưng không tưới những cái hố này đây. Cái hố này các bác biết cái hố nào, cái hố này em quay với các bác là nuôi chuồn quế có được 4 hay 50 phân không đó. Các bác giảm cho em ẩm từ từ như này là con chuồn nó thích nghi được. Giai đoạn này mà các bác không giảm ẩm mà các bác hãn tưới nhá, 20 ngày sau mà các bác hãn tưới, 10 năm 20 ngày sau mà các bác tưới thì con chuồn quế lại ngóc ngược lại lên trên mặt, không đi xuống dưới nữa. Bởi vì làm sao? Mình quá trình mình tưới 10 năm đến 20 ngày liên tục ngày nào mình tưới rồi thì con chuồn nó mới đẩy sâu xuống dưới nó ăn được. Tại vì mỗi một lần nó xuống, mỗi một ngày nó xuống được 2 phân, ví dụ thế, nó đẩy xuống 2 phân thì bắt đầu nó tạo những cái khe hở thì mình lại tưới một ít nước vào. Cái dịch ở bên trên nó lại len lỏi xuống bên dưới, nó xử lý cái phân dưới. Thế con chuồn lại tấn sâu xuống dưới. Đến bao giờ mình thấy con chuồn xuống đến dưới rồi thì mình không tưới nữa thì cái mặt trên nó thông thoáng như thế này. Đây em bới sâu cho các bác xem này. Đó. Nó thông thoáng như này. Đấy, nó thích nghi từ từ. Đấy, các bác biết. Bây giờ như cái chỗ này ấy, là mỗi hôm bác ngừng thì bác không tưới nữa thì mỗi hôm nó khô đi một tí, mỗi hôm nó khô đi một tí thì nó xốp như này, nó xốp như này thì ở dưới không bao giờ hạn ẩm nhé. Đó. Tại sao mà nó khô như này mà nó không có màu trắng? Đó là cái sự liên kết đấy các bác. Đó. Mà nó nhìn nó tươi rỗng này nhưng mà các bác có nhìn thấy cái màu phân nó trắng như là kiểu khô không? Không có đúng không? Bởi vì nó có sự liên kết từ dưới lên trên. Đó, bây giờ bác không tưới nữa, giảm ẩm tự do. Đó, để cho con chuồn nó chui từ nó chui xuống dưới nó ăn phân hủy hết cái mặt dưới, bởi nó xốp như này thì cái lỗ thông khí thông hơi nó rất là khó rồi. Đó. Em nói cho bác ấy, nuôi tại sao mà mình nuôi trong vòng có 30 ngày xong một hố phân này, tại sao mình không làm, mình không nuôi mà mình cứ phải nuôi theo cách thủ công ngày xưa làm cái gì? Đấy. Còn các bác có hỏi cho em, các bác có nhắn tin và điện cho em là có dùng cái chất gì không, em bảo có nhé. Nhưng cái chất này á, chỉ anh em Zalo em mới nói thôi, tại vì em không bán cho thị trường cái chất đó các bác nhé. Nếu các bác nào muốn nuôi 50 phân hoặc là 30 phân trong vòng khoảng cỡ độ tầm độ một tháng như em này, các bác cứ Zalo em chỉ cho, mà em đã nói các bác em chỉ cho các bác nào đó. Thì tại vì các bác cứ gặng hỏi là thì có chất gì không, thì hôm nay em cũng nói thẳng với các bác là có những cái kinh nghiệm, những cái đúc kết của trại em làm ra, đúc kết trong quá trình mười mấy năm chăn nuôi chuồn quế, chuyên sâu chuồn quế, chỉ ăn mới nuôi chuồn quế, ăn mới đi tìm tòi, ăn mới đi tìm tòi cách nuôi. Đó, bây giờ em làm chủ những cái kinh nghiệm nuôi như này rồi. Nhá. Công nghệ thì em nói như chủ kinh nghiệm nuôi chuồn quế cho ăn một lần. Phân bò độ dày 50 phân được. Nhá. Phân heo, phân lợn, phân gà. Nhá. Các loại phân đọc, có khi đọc cao. Nhá. Em nuôi được 30 phân. Nhá. Nuôi 40-50 phân đã được nhưng nó chậm. Nhà nuôi 30 phân này là trong vòng cứ 30 đến 40 ngày tùy theo từng hố nhá, phát triển. Nên là bác nào có các bác cứ Zalo trực tiếp cho em, các bác cứ liên hệ với em sẽ đến tận nơi, anh em mình trao đổi với nhau cách nào nhá, cách nào đó. Thế nên là hôm nay em làm cái video cuối cùng của trong cái hố này, nuôi chuồn quế cho ăn một lần, chia sẻ lên cho anh em đó, tham khảo anh em mình cùng nắm bắt cứng về cách nuôi kiểu này nhé các bác nhé.